với tất cả bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy nghiền lọc tách tinh bột xong củ quả, tinh bột nghệ, tinh bột khoai, sen dây. Cái mẫu này là lọc tách tinh bột riêng biệt công nghiệp này, 1 giờ nó khoảng tầm được 1 tấn này, 3 tấn này, tùy vào năng suất này. Đây là bộ lọc này, có chỗ đánh này, lọc tinh bột này. Đấy, tinh bột nó sẽ lọc tách tinh bột ra. Đấy. Và có lô đây, lô mài và bộ trục cho ăn tự động, mẫu lô răng. Lô này nó là lô 40 phân nhá, lô 40 phân này. Đấy, còn hai quả lô này là hai quả lô cho nhồi trợ lực cho ăn tự động này. Đấy, còn kích thước khoang nó là tầm 53 phân này, 50 phân này. Đấy, lô răng mài này. Đấy, công suất 7,5 kg này. Đấy, các bạn mua hàng liên hệ qua số 0934482209044221, website sưởng máy Thanh Hóa .com. Đây chính là 79 Lương Phong, phòng ban tỉnh Thanh Hóa, website sưởng máy .com. 146 Nguyễn Trãi. À, bên mình ra hàng toàn quốc nha các bạn nhá. Đấy, nghiền lọc tách rong này, tinh bột rong, tinh bột sắn dây này, tinh bột nghệ này. Đấy. Đây là bộ lọc này. Đấy. Còn đây là cái bàn ốp vẹo này. Đấy. Khi các bạn vệ sinh xong bộ lọc này, các bạn có thể ốp vào này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Địa chỉ của mình là 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, Thanh Hóa, sưởng máy Thanh Hóa .com. Bên mình ra toàn quốc cho các bạn nha. Đấy, cảm ơn các bạn. Rồi. Cứ cắm cho cháu một lần nữa đi. Cắm cho cháu một lần nữa nha. Không cần, cháu lấy ra, không cần khóa. Đây các bạn xem bộ lọc luôn, bộ này bộ lọc luôn này, chỗ đánh và xoay và lọc này. Mình sẽ cắm điện này.